Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, công dân thủ đô ưu tú là danh hiệu cao quý của thành phố Hà Nội dành để tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp đặc biệt cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô, đất nước, là tấm gương sáng có sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Sau 12 năm tổ chức xét chọn, danh hiệu này đã thực sự trở thành một giải thưởng có uy tín lớn, có tác động tích cực, khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, ý thức tự giác trách nhiệm với cộng đồng xã hội trong các tầng lớp nhân dân thủ đô. Vâng, và trong những ngày mùa thu tháng 10 như thế này, chúng tôi xin được vui mừng mời đến trường quay của chương trình ngày hôm nay hai vị khách mời vô cùng đặc biệt. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Quài Sơn, là Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội. Vâng, xin chào. Bên cạnh đó là bà Phan Thị Bính, là công dân thủ đô ưu tú năm 2021. Xin chào. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đến tham dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu buổi trò chuyện thì chúng tôi xin được mời hai vị khách mời cùng với quý vị khán giả chúng ta cùng điểm lại hình ảnh của 9 công dân thủ đô ưu tú trong năm 2021. Ngày 31 tháng 5 2010, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 23 về việc ban hành quy chế xét tặng danh hiệu công dân thủ đô ưu tú. Sau 12 năm tổ chức xét chọn, danh hiệu này đã thực sự trở thành giải thưởng có uy tín lớn, có tác động tích cực, khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân tương ái, ý thức tự giác, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội trong các tầng lớp nhân dân thủ đô. Năm 2021, Hà Nội tiếp tục vinh danh những công dân thủ đô ưu tú. Giáo sư Trương Hoàng Chương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Ông là người có nhiều đóng góp trong công tác nghiên cứu, bảo tồn, quảng bá văn hóa dân tộc Việt Nam và thủ đô Hà Nội. Bà Ngô Thị Thanh Hằng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội. Bà đã có quá trình công tác 41 năm liên tục tại Hà Nội và đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cùng tăng ni, Phật tử và nhân dân đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần xây dựng thủ đô giàu đẹp. Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc nhân dân Hoàng Đức Hạnh, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội. Ông là người đã có nhiều đóng góp cho ngành y tế thủ đô, tham mưu thành phố chỉ đạo khống chế thành công nhiều đợt dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn thành phố. Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Giáo sư đã có nhiều nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm mới của virus, qua đó góp phần vào phòng ngừa và đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn thủ đô và cả nước. Bà Phan Thị Bính, công dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, bà đã dành 21 năm cuộc đời tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ các người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong dịp dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên địa bàn thủ đô và cả nước. Trung tá Lê Minh Hải, đội trưởng đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội. Anh đã nhiều đóng góp trong khám phá các vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bắt giữ các đối tượng gây án, được lãnh đạo các cấp đánh giá cao, quần chúng nhân dân ghi nhận. Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận, giám đốc công ty Dâu Tầm Tơ Mỹ Đức, hội viên Hội Nông dân xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức. Nghệ nhân đã có nhiều đóng góp cho việc khôi phục làng nghề dệt vải tơ tầm truyền thống của thủ đô và đất nước. Và cuối cùng là em Nguyễn Mạnh Quân, học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, đã đạt nhiều giải thưởng quốc tế. Dù là ai, nhưng họ đều đã đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và phát triển thủ đô giàu đẹp, văn minh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi những hình ảnh về 9 công dân ưu tú của thủ đô trong năm 2021 này. Và có mặt trong trường quay của chúng ta lúc này đó chính là bà Phan Thị Bính, là một trong 9 công dân ưu tú của thủ đô được vinh danh trong năm vừa qua. Khi mà chúng ta theo dõi lại những hình ảnh vừa rồi thì thưa bà, không biết là cảm xúc của bà như thế nào ạ? Thực ra thì tôi cũng rất là vui và rất là mừng được vinh danh vào cái danh hiệu công dân thủ đô ưu tú. Và cái niềm vui của tôi thì nó lại nhân lên nữa là sau đó mấy hôm thì tôi cũng được nhận bằng của Thủ tướng và quà của Chủ tịch nước. Nên niềm vui của tôi là nó cứ được chất lên, nên là rất là hạnh phúc và rất là vui ạ. Vâng, là cái niềm vui và cái niềm hạnh phúc đó, bản thân những người thực hiện chương trình như chúng tôi đang có mặt ở trường quay cũng có thể là cảm nhận được rất là nhiều. Vâng ạ, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Quài Sơn, đứng dưới góc độ của một chuyên gia về văn hóa, thì không biết là ông suy nghĩ như thế nào về cái danh hiệu công dân thủ đô ưu tú? Nó sẽ góp phần lan tỏa như thế nào những cái giá trị văn hóa tốt đẹp về con người của thủ đô Hà Nội ạ? Đây chúng ta thấy rằng là cái danh hiệu
công dân thủ đô ưu tú ấy, nó là một cái danh hiệu rất là vinh dự và nó là cái niềm tự hào cho những người được nhận. Nó càng đặc biệt hơn khi chúng ta biết rằng là Hà Nội là thủ đô ngàn năm văn hiến của chúng ta, tức là nơi mà hội tụ và tỏa sáng tinh thần, văn hóa và con người Việt Nam. Và chính ở mảnh đất này ấy, khi mà chúng ta có được những cái vinh danh được những con người ưu tú ấy, thì không chỉ là cho Hà Nội đâu mà là cho toàn bộ dân tộc Việt Nam của chúng ta, thì cái điều đó ấy, nó có một cái tác động lan tỏa rất là lớn, đặc biệt là chúng ta đang ở trong cái giai đoạn rất là khó khăn do dịch bệnh. Cái giai đoạn này ấy, thì chúng ta luôn luôn mong muốn rằng chúng ta cần có những cái tấm gương, và những tấm gương đấy truyền đi những năng lượng tích cực, truyền những thông điệp tự tin hơn ấy, để cho toàn xã hội của chúng ta có thêm một cái ý chí vững vàng để chúng ta vượt qua dịch bệnh và chúng ta làm thêm nhiều điều tốt đẹp nữa cho cuộc sống. Dạ vâng ạ. Rõ ràng trong cái đoạn clip vừa rồi thì tôi có để ý là có những cái cá nhân đạt được cái danh hiệu công dân thủ đô ưu tú năm 2021 này, họ không sinh ra và lớn lên ở thủ đô Hà Nội. Và bên cạnh đó thì có một vài công dân còn rất là trẻ tuổi, họ vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường nữa. Thì thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, ông nghĩ như thế nào về cái sự vinh danh kịp thời này, cái sự ghi nhận, đánh giá, khen thưởng kịp thời này đối với những cái đối tượng như vậy? Chúng ta biết là Hà Nội là nơi tụ hội và tỏa sáng của các tài năng. Và cái việc mà chúng ta vinh danh ấy, thì cũng không đặt cái nặng tiêu chí là phải là người Hà Nội hay không ở Hà Nội. Và cái quan trọng ở đây ấy, là cái những cái tấm gương đó phải thực sự là tiêu biểu. Trong xã hội ấy, thì bao giờ cũng cần có những tấm gương, bao giờ cũng cần có những nhân vật điển hình để từ đó chúng ta truyền tải những cái thông điệp tích cực, truyền tải những hình ảnh đẹp để cho mọi người khác cùng noi theo. Khi chúng ta đã dõi theo những giá trị, khi chúng ta đã có những hình ảnh đẹp và những thông điệp tích cực ấy, thì lúc đó thì chúng ta sẽ có được một cái môi trường lành mạnh, một cái môi trường nó hỗ trợ cho việc xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, và nó giúp cho đất nước của chúng ta thực hiện cái khát vọng hùng cường. Dạ vâng ạ. Mỗi một câu chuyện đều mang tính lan tỏa, đó là những cái câu chuyện thiện nguyện, những câu chuyện đẹp. Đối với bà Phan Thị Bính thì sao ạ? Tôi nghĩ như thế này ạ. Trong cái đoạn clip vừa rồi chúng ta thấy là mỗi người thì một câu chuyện, mỗi người trên một cái phương diện, họ đều có những cái đóng góp khác nhau, đó là những cái đóng góp hết sức thầm lặng và đáng quý. Bà nghĩ sao về câu chuyện đóng góp của những cái cá nhân như vậy, những cái công dân thủ đô ưu tú năm 2021 này? Dạ thì theo như cá nhân của tôi thấy là mỗi người mỗi vẻ, thì người có thể ở lĩnh vực khoa học, người có thể ở lĩnh vực các mảng xã hội, mỗi người một vẻ, nó làm nên một bức tranh rất đẹp cho thủ đô. Với bà, về cái công việc của bà, về 20 năm thiện nguyện của mình, bà có thể chia sẻ gì thêm không? Thực ra thì tôi cũng làm về cái thiện nguyện này là 21 năm rồi, và tôi cũng làm nhiều lĩnh vực lắm. Tức là đầu tiên là làm cái chiếc xe chuyển bệnh miễn phí ở thủ đô. Xong sau đó thì tôi làm phát cơm, phát cháo và mổ mắt miễn phí, và gọi là thiên tai lũ lụt, hoặc là xây cầu, hoặc là xây trường học, là làm đường. Nói chung là cứ nó cũng đa dạng lắm. Vâng ạ, đó là những cái việc làm mà tôi nghĩ là đa dạng, thầm lặng, thế nhưng mà rất là cần thiết trong cái xã hội hiện nay. Có thể là hỗ trợ rất nhiều những cái mảnh đời còn cơ cực trong cuộc sống nữa. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, khi mà chúng ta thấy là nói về cái danh hiệu công dân thủ đô ưu tú, thì rõ ràng ông có suy nghĩ và đánh giá như thế nào về việc xét tặng cái danh hiệu này hiện nay? Cái thực trạng xét tặng danh hiệu này hiện nay đã phù hợp hay chưa? Tôi nghĩ rằng là để xét tặng một cái danh hiệu thì chúng ta phải dựa trên nhiều các tiêu chí khác nhau. Các cái tiêu chí này được đưa ra thảo luận một cách rộng rãi và được chấp nhận ở một cái mức độ nhất định nào đó. Tuy nhiên thì mọi tiêu chí vẫn chỉ là cái hình thức thôi, vì cái điều quan trọng ấy là chúng ta cần có những cái tấm gương cụ thể. Và trên thực tế thì trong xã hội ấy, không phải là bất kỳ ai làm những điều tốt thì cũng được tôn vinh. Đấy. Thế nên là dù như vậy thì chúng ta vẫn cần có những cái tấm gương để truyền những năng lượng tích cực cho cuộc sống. Và tôi nghĩ rằng ấy, là cái chính sách, cái chiến lược, cái kế hoạch của chúng ta như vậy nó là phù hợp. Còn lại ấy, thì trải qua các cái quá trình, trải qua các thời gian thì có thể là chúng ta có những cái điều chỉnh nhất định. Cái điều chỉnh này ấy, làm sao để cho những người tôn vinh ấy, họ cũng luôn luôn cảm thấy đó là một cái niềm tự hào. Làm sao để cho xã hội ấy, cũng nhận được những cái thông điệp tích cực từ chính những cái tấm gương đó, và từ đó ấy, chúng ta tạo một cái nền tảng cho sự phát triển bền vững cho xã hội.
Dạ vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói là trong năm 2021 này là một năm mà chúng ta chịu rất nhiều những tác động bởi dịch bệnh COVID-19. Vâng ạ, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã khiến cho cuộc sống của người dân thủ đô của chúng ta cũng đã có nhiều sự thay đổi hơn. Vâng, với những thách thức mà đại dịch này gây ra thì có những con người họ đã thầm lặng có những sự hy sinh, góp sức mình để đem lại cuộc sống thật là bình yên, xoa dịu đi những vết thương lòng cho rất nhiều người khác. Và để giúp cho quý vị và các bạn chúng ta hiểu rõ hơn về những cống hiến, những hy sinh thầm lặng mà các công dân thủ đô ưu tú đã làm cho người, cho đời, thì ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Tổn thương cuộc sống và hiện liệt nửa người, cần vận chuyển từ Hà Nội về huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Ra Hà Nội làm việc, hai anh em Hạng A Sình phải bán hết cả trâu bò để đóng tiền viện phí. Bệnh tình của anh trai khá nặng, không thể ngồi xe khách. Sình không biết thế nào để anh em trở về nhà. Rất may họ nhận được thông tin về chiếc xe cứu thương miễn phí. Xuất phát điểm từ lòng trắc ẩn khi được biết nhiều trường hợp bệnh nhân nghèo không có đủ điều kiện để thuê xe cứu thương, bà Phan Thị Bính ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã bán đi một mảnh đất của gia đình mình, lấy tiền mua xe cứu thương để chở miễn phí giúp đỡ những bệnh nhân nghèo. Họ hỗ trợ về kinh phí đi lại và em rất là vui được các bác ấy hỗ trợ cho anh em mình về, em rất là vui ạ. Ví dụ như không có xe từ thiện thì đi ăn đi từ đây về nhà thì phải mất tầm 5 triệu, 6 triệu. Năm 2016, khi tình cờ biết được mô hình xe cứu thương ở An Giang, thông qua một phóng sự truyền hình, bà Phan Thị Bính cùng bạn đã lặn lội vào tại địa phương này để tìm hiểu. Nhận thấy đây là một mô hình rất thiết thực. Về đến Hà Nội, hai bà đã kêu gọi thêm con cái, bạn bè chung sức thực hiện. Để xe cứu thương hoạt động thường xuyên không phải chuyện đơn giản. Ngoài chi phí mua xe, còn cần xăng dầu sửa chữa. Nhờ tấm lòng nhân hậu của những người bạn trong nhóm bà Bính, kể từ khi hoạt động đến nay, chiếc xe cứu thương này đã vận chuyển hàng trăm bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn từ Hà Nội về nhiều tỉnh vùng sâu vùng xa. Hiện nhóm thiện nguyện có 10 tài xế đang chịu trách nhiệm trong việc vận hành chiếc xe cấp cứu miễn phí. Mình biết đến cái nhóm thiện nguyện này qua báo đài và đã liên hệ với lại cô Bính để tham gia cái nhóm này. Mình cảm thấy là cái việc làm này rất có ý nghĩa. Không phải chỉ những năm gần đây, bà Phan Thị Bính mới làm công tác thiện nguyện, mà suốt 21 năm qua, người phụ nữ nhân hậu này đã gắn bó và giúp đỡ rất nhiều mảnh đời cơ cực trong cuộc sống. Để có những chuyến đi trao quà như thế này, không chỉ phát động mọi người chung sức, bà còn tự bỏ tiền túi ra để mua gạo và nhu yếu phẩm từ thiện. Bà rất là tận tâm và nhiệt huyết khi mà giúp đỡ những người nghèo khổ. Con thấy bà rất là tốt bụng và là một tấm gương để cho các bạn trẻ noi theo. Đối với Phường Liệt thì hiện nay bác Bính thì đang là cán bộ của Hội Chữ Thập Đỏ, cán bộ chi hội Chữ Thập Đỏ khu dân cư. Cá nhân bác Bính thì những cái phong trào hoạt động từ thiện, nhân ái, giúp đỡ người khó khăn trên địa bàn phường tham gia rất tích cực. Chuyến xe cấp cứu miễn phí hay những suất cơm nồi cháo nghĩa tình vẫn sẽ được bà và các tình nguyện viên duy trì đều đặn. Với tấm lòng thơm thảo và tinh thần trách nhiệm, bà Phan Thị Bính vẫn trên hành trình nhân ái mà bà quyết tâm đi đến cùng để giúp đỡ những mảnh đời khốn khó. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây xôn xao dư luận xảy ra vào ngày 24 cận Tết năm 2019. Chỉ trong 5 ngày điều tra, Trung tá Lê Minh Hải và các đồng đội đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Cảnh An, quê ở Nghệ An, đã ra tay giết hại lái xe taxi ở sân vận động Mỹ Đình. Đồng chí Hải là như là một người anh, là một người đầu tàu gương mẫu, có lối sống trong sáng giản dị. Đồng chí bản thân đồng chí thì rất nghiêm khắc với bản thân mình. Đấy, còn đối với các cái đồng chí mà có các cái điều kiện hoàn cảnh gia đình có thể khó khăn, có thể là trong hàng ngày trong cuộc sống có những vấn đề này đó, đồng chí cũng rất là nắm bắt tư tưởng rất là nhanh và quan tâm, động viên chia sẻ để chúng tôi có thể yên tâm hơn và hoàn thành công việc tốt hơn. Không chỉ phá án giỏi, Trung tá Lê Minh Hải còn thường xuyên hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm với địa phương, đồng thời thực hiện tốt công tác nắm tình hình tội phạm, tham mưu công an thành phố về công tác phòng ngừa ngăn chặn tội phạm. Tính từ năm 2015 đến nay, bản thân Trung tá Lê Minh Hải đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ chiến sĩ, đội điều tra trọng án và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an thành phố, công an quận huyện
phá trên 460 vụ án hình sự. Bản thân đồng chí Hải thì luôn là gương mẫu, chấp hành các cái quy định của ngành, các quy định của nhà nước, và luôn có sự gắn bó, đoàn kết với anh em trong nội bộ, trong đơn vị. Với thành tích đã đạt được liên tục từ năm 2015 đến nay, tập thể đội phòng ngừa đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án và cá nhân Trung tá Lê Minh Hải đều đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, được Chủ tịch nước tặng nhiều huân huy chương, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân thành phố tặng nhiều bằng khen, thư khen. Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10 tháng 10, Trung tá Lê Minh Hải được thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2021. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa được theo dõi những các hoạt động của hai trong số rất nhiều các công dân ưu tú của Thủ đô Hà Nội. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, sau khi mà chúng ta theo dõi những cái hình ảnh thật là thầm lặng của bà Bính đây hay là của như là Trung tá Hải, thì không biết là ông có những cái cảm xúc hay là những cái suy nghĩ như thế nào? Chính những cái câu chuyện, những con người, những cái ví dụ cụ thể này, nó đi đến trái tim của mỗi người, và những thông điệp từ trái tim ấy, thì nó dễ đến với trái tim nhiều nhất. Và như bác Hồ đã nói ấy, mỗi người tốt ấy, thì là một bông hoa đẹp, và cả đất nước ta là một rừng hoa đẹp, thì chúng ta luôn luôn mong muốn rằng ấy, là chúng ta có thêm những cái ví dụ như thế, có thêm những người tốt như thế. Và thực sự là tôi cảm thấy vô cùng xúc động khi được xem những hình ảnh tuyệt vời này. Thưa bà Bính, được ví như là một bà tiên giữa đời thực, bởi vì cái hành trình làm thiện nguyện của mình là hơn 20 năm, một cái khoảng thời gian tôi thấy là rất là dài. Thật sự là tôi rất là muốn bà chia sẻ là cái động lực nào khiến cho bà có thể là làm được cái hành động thiện nguyện như vậy trong một cái khoảng thời gian dài như vậy ạ. Thực ra thì trước đây khi tôi cứ làm theo tính chất cá nhân thôi. Thế nhưng mà đến khi mà đến là mùng 2 tháng 12 năm 2018 thì bắt đầu là cái chiếc xe bắt đầu đi vào vận hành, thì nó có thành lập nhóm. Thì thực ra thì tôi thấy những cái cứ trong xã hội mà thấy những trường hợp nào người ta khổ ấy, hoặc là người ta bị bệnh tật nó nặng quá mà không có tiền, thì trong lòng tôi thấy rất là xót xa và rất là thương họ. Thế mình lúc ấy mình cứ nghĩ là thế này, là mình phải làm một cái gì đó để giúp cho họ, chứ mình cứ thương không thì không nên. Thế là nó là cái động lực thúc đẩy tôi là phải hành động. Và tôi thấy một khi tôi đem đến cho họ cái niềm vui với hạnh phúc, nụ cười, thì bản thân tôi cũng vui và cũng hạnh phúc. Qua cái hành động của bà về chiếc xe cứu thương đó, thì tôi được biết là bà đã bán một cái mảnh đất là gần 1 tỷ đồng để mua chiếc xe cứu thương để mà phục vụ, đặc biệt là trong cái dịch Covid-19 vừa qua, phục vụ cho rất là nhiều những bệnh nhân mắc Covid. Và thật đây là một cái hành động rất đẹp. Và bản thân bà thì tôi biết là bà cũng không phải là một người mạnh khỏe gì, mà bà đang bị cái ung thư di căn nữa. Thì không biết là cái nguồn sức mạnh ở đâu mà giúp cho bà vượt qua được bệnh tật để bà có thể là thực hiện cái công việc thiện nguyện này. Bởi vì tôi biết là đối với những người bị mắc ung thư á, thì có thể nói là cái tinh thần của mình phải thật là vững vàng thì mình có thể vượt qua được căn bệnh của mình. Và bây giờ bà vượt qua được căn bệnh của mình rồi mà bà còn giúp đỡ người khác nữa, thì cái tinh thần đó bà lấy cái nguồn động lực từ đâu? Tôi nghĩ là thế này, mình bệnh như thế, đúng là mình bị di căn toàn bộ phần xương cơ thể rồi, nhưng mà so với mọi người mình vẫn còn hạnh phúc hơn, mà mình còn sống được đến ngày nào, giờ phút nào, thì mình nên giúp đỡ cho mọi người, những cái người mà cái gia đình hoặc những cái mảnh đời nó không qua là không may mắn, và mình còn có thể giúp được thì mình cứ giúp mọi người đi. Đó là một cái quyết tâm của tôi. Ngay khi năm ngoái tôi cũng nằm trên giường bệnh là cũng là gọi là chín phần chết rồi, nhưng mà sau hơn một tháng là tôi về nhà thì mặc dù là cơ thể rất là yếu, đi lại cũng khó khăn, nhưng mà tôi vẫn một là xuất tiền của mình ra, hai nữa là tổ chức cho các em các cháu trong nhóm thiện nguyện. Là năm ngoái là lũ lụt thiên tai miền Trung ấy là cũng đi được 4 chuyến. Đấy. Và cái quan điểm của tôi từ xưa nay là này, tôi làm từ thiện là quan điểm của tôi là tất cả mọi cái đấy là tâm nguyện của mình. Thế nên là mình xuất tiền của mình ra đi. Chứ còn tôi thì tôi lại hầu như là tôi không có kêu gọi. Thiên tai lụt thì tôi chỉ có xin quần áo, chăn màn, sách vở, giày dép, vũ thôi. Và thế còn cái tiền là mình tự lo, hoặc mình vận động con cái của mình xuất ra. Vâng, rõ ràng là đây là một trong những cái hành động mà tôi nghĩ là mang đúng cái tinh thần là sống cho đi chứ không chỉ nhận riêng mình, đúng không ạ? Luôn giúp đỡ người khác, luôn hướng về người khác. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những bông hoa ngàn việc tốt để xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội. Chúng ta thì không thể nào không kể đến từ những cá nhân cụ thể, mà đó là phải là trách nhiệm của mỗi công dân đang sinh sống và làm việc tại thủ đô. Và trước khi cùng bàn luận về chủ đề này tiếp theo, thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh sau đây được các phóng viên của chúng tôi ghi nhận được.
Công việc của nông dân chúng tôi là tự sản tự tiêu, cho nên là với mùa dịch Covid này chúng tôi vẫn phải cố gắng để tìm mọi cách cho những người lao động có việc làm ổn định. Là một người Hà Nội, chúng ta không những tự hào mà chúng ta cần có những trách nhiệm để bảo vệ, giữ gìn, để Hà Nội mãi mãi trở thành như một bài ca. Để ngoài những cái trách nhiệm, chúng ta cần phải tôn tạo, xây dựng nên những hình ảnh người Hà Nội thật đẹp. Từ khía cạnh của thanh niên thì tôi nghĩ là thanh niên cũng sẽ phải đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng và là nòng cốt. Vì thanh niên thì có sức trẻ, có khả năng tiếp cận với công nghệ nhanh hơn. Và bên cạnh đấy thì họ cũng có nhiều những sáng kiến, những tinh thần, và tinh thần dám thử. Đó là cái tinh thần đúng là sẵn sàng phụng sự và tinh thần lao về phía trước và hết lòng về công việc. Đối với mỗi một học sinh, mỗi một công dân, đặc biệt là giới trẻ thì muốn phát triển, xây dựng phát triển bản thân của mình thì trước tiên là phải nhận thức được bản thân. Trước tiên nhận thức bản thân, biết được mình là ai, mình có điểm yếu, điểm mạnh nào, sở trường, sở đoản ra sao, sở thích của mình như thế nào. Thế là nhận thức được, từ đó có định hướng. Trên sở nhận thức được bản thân rồi thì mình có cái định hướng, có cái lập được cái kế hoạch để mà phát triển bản thân. Đối với em thì một sinh viên trẻ, một thanh niên toàn cầu trong thời đại mới cần phải có sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám hành động để theo đuổi mục tiêu của mình. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta vừa lắng nghe những cái sự chia sẻ của rất nhiều những người trẻ trong việc là chúng ta làm thế nào để có thể là chia sẻ và lan tỏa những hành động tốt đẹp trong cộng đồng. Rõ ràng trong một xã hội ngày nay chúng ta thấy là nhịp sống vô cùng tất bật hối hả, đúng không thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn? Rõ ràng thì để làm thế nào chúng ta có được những hành động đẹp để làm một công dân thủ đô có trách nhiệm và có phần lan tỏa những cái hành động đẹp đó, thì đây là cũng là một cái điều mà nhiều người chúng ta cũng cần phải có những cái suy nghĩ và cần phải thực hiện, đúng không ạ? Thưa ông. Tôi nghĩ rằng là đó là một câu chuyện vô cùng quan trọng trong bối cảnh xã hội ngày hôm nay. Thực ra thì cái điều quan trọng nhất ấy thì vẫn phải là từ nhận thức của mỗi người thôi. Tức là cái thiện nó phải từ tâm. Khi mà chúng ta đã luôn luôn nghĩ về những cái điều tích cực, luôn luôn nghĩ về những cái điều tốt trong cuộc sống ấy, thì chúng ta sẽ có những cái hành động tốt. Thì cái đấy mới là mang tính bền vững. Còn lại ấy, những hành động ấy thì bất kỳ một cái hành động nào cũng có thể trở thành hành động tốt được. Từ việc nhặt cái rác ở bên đường đến những cái hành động là quyên góp tiền cho từ thiện hay bất kỳ một cái hành động nào, nó đều là những cái hành động tốt. Nhưng để cái hành động tốt đấy nó bền vững ấy, thì nó phải đến từ cái tâm của mỗi người, từ cái nhận thức của mỗi người. Và cái nhận thức đấy ấy, nó sẽ tuyệt vời hơn nếu nó lan tỏa được cho những người khác. Mặc dù là xuất phát từ tâm của mỗi người, thế nhưng tôi nghĩ là các thế hệ trẻ, đặc biệt là những công dân trẻ của thủ đô, họ cũng phải có một cái trách nhiệm để thực hiện. Đúng không ạ? Vậy thì trách nhiệm đó là gì? Ở đây chúng ta đang ở trong một cái bối cảnh xã hội mà người ta nghĩ đến bản thân cá nhân nhiều quá, lợi ích cá nhân nhiều quá, mà cái điều đó nó cản trở con người ta tới rất nhiều những cái việc làm tốt khác trong xã hội. Chính vì thế nên là chúng ta cần có một ý thức trách nhiệm. Ý thức trách nhiệm ở đây ấy, nó có thể là ý thức trách nhiệm với bản thân, nhưng đặc biệt là ý thức trách nhiệm với cộng đồng, với ý thức trách nhiệm đối với lại đạo đức của xã hội. Khi chúng ta có được một cái ý thức như vậy ấy, thì chúng ta sẽ có những cái hành động nó phù hợp, và chúng ta sẽ biết cách để lan tỏa những cái hành động của mình cho những người khác nữa. Nói đến cái việc là ý thức cá nhân hay là cái trách nhiệm cá nhân, thì tôi thấy là ở những cái việc làm của bà Phan Thị Bính đó, bà hình như là không đòi hỏi là những người đã được mình giúp đỡ họ sẽ bồi đắp gì về cái gì đó cho mình. Tôi nghĩ đây là một cái điều mà tôi cảm nhận được, và rất nhiều những bạn trẻ khác họ cũng sẽ cảm nhận được thôi. Và đây là một cái điều rất là đáng quý. Tuy nhiên, đối với những cái thế hệ trẻ bây giờ thì chúng ta không thể nào mà ép buộc họ phải giống như chúng ta được, đúng không ạ? Thế nhưng mà họ cũng phải có một cái sự trau dồi hay là tu rèn đạo đức để giữ được một cái nét văn hóa đẹp đó chứ ạ. Vậy thì các bạn trẻ họ cần phải làm gì để có được những cái sự hy sinh đó thưa bà? Tất cả là mọi việc làm đều từ tâm. Tâm, khi tâm mà đã nghĩ tốt thì nó sẽ có ra lời nói, cử chỉ, hành động là tốt. Mọi cái phải xuất phát từ tâm. Còn nếu khi mà mình làm mình với một cái mục đích là mong cầu người ta đáp trả thì cái đấy nó cũng không đúng. Và mình làm mình phải có một cái suy nghĩ là thế này, là đem cái niềm vui hạnh phúc đến cho mọi người, đó chính là niềm vui hạnh phúc của mình.
Và khi mình làm tất cả việc đấy, mình cũng nghĩ là này, là đừng bao giờ là cho rằng đây là giúp họ, đừng bao giờ nghĩ thế, mà chỉ nghĩ là bây giờ mình làm tất cả các việc thiện đây theo như Phật dạy là làm cho chính bản thân mình đấy. Vâng. Và cho đi tất cả thì sẽ nhận lại tất cả. Dạ vâng ạ, đây là một cái điều mà tôi nghĩ là tất cả các bạn trẻ khi mà lắng nghe chương trình này thì họ cũng sẽ học hỏi và chia sẻ được rất là nhiều. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, có thể từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã thấy là việc vinh danh các công dân thủ đô ưu tú là một việc làm cần thiết để có thể là lan tỏa rất nhiều những hành động đẹp trong xã hội, trong cuộc sống. Thế nhưng bên cạnh những cá nhân đã được vinh danh thì tôi thấy là có rất nhiều những công dân khác, họ vẫn ngày đêm, họ âm thầm, họ cống hiến, họ làm việc hết sức mình cho thủ đô Hà Nội, đúng không ạ? Và đôi khi chúng ta không biết để mà chúng ta nhắc nhớ đến. Vậy thì ông nghĩ như thế nào về câu chuyện là mỗi một công dân thủ đô của chúng ta cần phải có một cái sự ý thức về cái sự cống hiến để làm cho thủ đô của mình ngày càng hùng mạnh hơn? Chúng ta phải xuất phát từ một cái sự thật là như thế này. Tức là không phải ai làm điều tốt thì cũng mong rằng là mình được vinh danh. Kể cả cô Bính cũng thế thôi. Không phải là cô ấy làm việc thiện để Ủy ban Nhân dân Hà Nội phát hiện ra và từ đó vinh danh thành công dân thủ đô ưu tú. Tất cả của chúng ta, cái việc thiện của chúng ta nó đến từ cái nhận thức của chúng ta về việc là cái đó là cái trách nhiệm của chúng ta đối với bản thân, đối với gia đình, đối với xã hội. Khi mà chúng ta làm được điều tốt ấy, thì cái điều tốt ấy nó có một cái năng lượng diệu kỳ để chữa lành mọi cái đau khổ. Mà đau khổ đấy không phải là trong thực tiễn cuộc sống đâu, mà chính cả những cái buồn rầu hay là nỗi đau khổ của chính mình nữa. Mặc dù không sinh ra và lớn lên ở thủ đô Hà Nội, thế nhưng mà bản thân tôi thì cũng đã làm việc ở thủ đô Hà Nội khá là lâu rồi. Và bản thân tôi nghĩ là mỗi người trong chúng ta thì cũng cần phải biết được cái giá trị của bản thân mình và sẽ có nhiều những cái hành động để lan tỏa những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Vậy thì nếu như có một lời gì đó muốn nói với những người như tôi chẳng hạn và rất nhiều các khán giả khác xem chương trình này, mặc dù chúng tôi không sinh ra ở thủ đô, nhưng mà để làm thế nào để phát huy được cái cụm từ là công dân thủ đô, để xứng đáng với cụm từ đó, thì chúng tôi nên như thế nào, nên với những cái suy nghĩ như thế nào và hành động như thế nào ạ? Thưa hai vị khách mời. Tôi nghĩ rằng là cái yếu tố tích cực ấy phải được quán triệt từ nhận thức tích cực đến suy nghĩ tích cực, đến tiếp nhận những điều tích cực và thực hiện những điều tích cực. Khi chúng ta làm những cái điều tích cực ấy, thì những cái điều tích cực nó sẽ đến với bản thân chúng ta, đến với mọi người, và nó tạo ra một cái môi trường rất là tốt để cho chúng ta xây dựng nên cái đạo đức của xã hội. Dạ. Thế còn bà Bến ạ? Dạ, cái tôi thì tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là thế này thôi, là từ cái cá nhân của tôi thôi, cái cảm nhận của tôi là cứ khi mà cho đi ấy, xong là thì tôi thấy tâm mình nó vui lắm. Nó hạnh phúc lắm. Hoặc là mình trao những cái đồng tiền hoặc những quà đến tận tay những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thế là mình thấy rất là vui. Ngay như hôm vừa rồi cũng vậy, khi có cái phần thưởng của Thủ tướng Chính phủ, có cái bằng khen đấy, thì tôi cũng gom vào, xong rồi tôi lại phải thêm vào cho tròn. làm tròn. Thế là cũng lại mình phải cấp tốc mình gửi những chỗ đấy người ta cần lắm. Vâng, một cái sự chia sẻ mà tôi nghĩ là rất nhiều những người trẻ như tôi và rất nhiều các khán giả khác đang theo dõi chương trình mình cảm thấy là ấm áp, bởi vì đây là những cái điều rất là tuyệt diệu trong cuộc sống, những cái hành động vô cùng nhỏ thôi, thế nhưng mà lan tỏa một cái ý nghĩa vô cùng to lớn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Chúng ta thấy là rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống cần phải có sự chia sẻ, và những cái hành động từ bà Bính đây quả thực là một cái hành động mang cái nguồn cảm hứng rất là lớn để trong xã hội của chúng ta sẽ ngày càng có nhiều hơn nữa những cái tấm lòng thơm thảo, những cái hành động thật là đẹp để chúng ta giúp đỡ thêm rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Những hành động mà tôi nghĩ là không cần phải biết mặt chỉ tên đâu, không vì một cái danh hiệu gì cả, mà những cái hành động giúp đỡ người khác để mang đến cho cuộc sống này nhiều giá trị tốt đẹp hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời rất nhiều. Sự có mặt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn và công dân ưu tú của thủ đô bà Phan Thị Bính đã chia sẻ với chúng tôi rất nhiều những câu chuyện hay và thật là tốt đẹp trong ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, sau 12 năm triển khai để xét chọn danh hiệu công dân thủ đô ưu tú, thì toàn thành phố Hà Nội đã có gần 120 cá nhân ưu tú xuất sắc vinh dự được tặng danh hiệu cao quý này. Vâng, đó chính là những tấm gương tiêu biểu trong vườn hoa người tốt việc tốt của thủ đô, với những con người sống, học tập, lao động hết mình vì một tình yêu Hà Nội. Và mong rằng những hình ảnh đẹp, những tấm gương đẹp về người tốt việc tốt sẽ ngày càng được lan tỏa hơn nữa để chúng ta vẽ thêm bức tranh sinh động của mảnh đất thủ đô trong thời đại mới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.